hỏi anh có thường hay tới mua ốc của cô không? Mới mua lần đầu. À, nãy giờ mình hỏi ba người đều là lần đầu hết. Anh ở quận mấy? Anh ở quận 8. À, anh ở quận 8. Mà sao anh biết ốc của cô? À, bạn anh chuyển qua đây. À, vậy là bạn anh là cũng đã mua của cô rồi ha. Rồi rồi, anh cũng biết rồi. Dạ, cảm ơn anh. Chờ đợi nãy giờ. Rồi đây, em ơi, cho chị hỏi là cái cảm giác khi mà em lấy đủ cái số ốc của mình mua sao em? Không đủ rồi chị. Không đủ luôn hả? Em mua tới bao nhiêu vịt lần? 15 vịt. Mà hiện tại bây giờ được mấy vịt rồi? 6 vịt rồi chị. Được, mới được có 8 vịt rồi mọi người ơi. Còn em muốn đủ là em phải bay vô múc luôn nó mới đủ. Để con múc mấy cái. Em mua được nửa đường là may lắm rồi đó em. Ủa vậy anh nóng lên cho con. Ốc khô gần hết rồi. Ốc gạo ốc khô 26 chồng. Chỉ còn ốc gạo với ốc mỡ rồi đó. À. Bây giờ ở nhà chân chủ xe ốc của cô Mớm là trời đang mưa râm râm nè mọi người. Thì có rất là nhiều khách cũng đợi mua đi mua ốc của cô Mớm luôn nè. Mặc dù là trời mưa nhưng mà cô Mớm và chồng bán vẫn là không kịp luôn nha cả nhà mình nha. Có 13 bịch gạo á. Ồ, có khách hàng tới mua tới 13 bịch ốc gạo luôn nè cả nhà. Có bỏ nước mắm vô đây luôn không? Bỏ nước mắm vô luôn. Hồng ở dưới bỏ tâm. Bây giờ là cô Mớm nhà chồng đang tranh thủ làm 13 bọc ốc gạo để giao cho khách này. Khách tới mua tới 13 bọc luôn á cả nhà mình. Đúng rồi, đi Bình Phước không được rồi, chưa được rồi. Đấy, thôi để đây phụ luôn chứ. Để. Bây giờ đông quá chú à. Bỏ vô đây. Ốc gạo là 13 bọc nha. Đông mà trời mưa nữa cho nên là chú đâu thể nào mà đi theo đi công chuyện được. Mấy bình giờ với mình lẻ gạo đủ rồi bây giờ. Gạo nó bán cho đi bây giờ 6 bình bu không? Mấy bình bu con? À, đây chị gái xinh đẹp này mua tới 13 bọc ốc gạo luôn nè cả nhà mình. Hôm nay là có thêm một cô nữa để ra đây phụ bán ốc tiếp cô Mớm và chồng cô Mớm nè. Trời bây giờ là đang mưa lâm râm luôn á cả nhà mình. Đủ con nó đủ bịch chưa? Đủ bu chưa? Đủ còn bu nữa. Còn bao nhiêu bu nữa? Đây, bây giờ trời mưa mà vẫn có hai chị này tới mua nó nè cả nhà mình. Ốc nữa rồi nè cả nhà. Có ốc gạo. Ốc cây nữa. Có vậy nè. Dạ chị ơi, cho em hỏi là chị có hay đến mua ốc của cô Mớm hay không ạ? Dạ, đây là lần đầu tiên. À, đây là lần đầu tiên á. Dạ rồi. Chị gái này là đây là khách lần đầu tiên đến mua ốc của cô Mớm nha cả nhà mình. Dạ chị, cho em hỏi chị ở quận mấy chị? Chị ở quận 7. Thì chị gái này là ở quận 7, lần đầu tiên qua mua ốc của cô Mớm luôn cả nhà mình nha. Ốc
chú, hôm nay là mình có ốc mỡ hả chú? Con à, có ốc mỡ nè, có thau luôn. Dạ. Đây cái nhà mình. Ốc mỡ về cầu nghe. Ốc mỡ rất là hấp dẫn nha cả nhà mình nha. Bây giờ là chú đem thêm một cọc gạo nữa nè cả nhà mình. Ngày 2 tới ngày 6 chục nè. Chú cho hỏi là ốc mỡ thì mình bán một phần bao nhiêu chú hả? Dạ, ốc mỡ là một phần 70. Ốc mỡ đó mắc hơn. Dạ. Chấm đan vô. Vô vô chú ơi, cho một tán gạo chứ. Chút gạo đó con. Chấm than vô thử ơi. Nhiều rồi chú? Mặc dù là trời mưa nhưng mà cũng có rất là nhiều khách hàng đến mua ốc của cô mớm luôn nè cái nhà mình. Cô muốn mua thịt, cô muốn chưa? Đúng rồi. Đâu, quả này của ai đây? Ui, muốn chưa vậy? Nhanh vậy? Ba chụp bằng bao nhiêu ở đây nè? Ở dưới cầu Giáng ha, rồi bút rồi. Bốn mươi mấy phần. Cái này quái đây. Có tâm của chị này nè. 60 có 40. Hay quá trời, hay quá. Đã có hai hoàng bánh gạo để đây nè. Bữa nay mình không có ốc hương hả cô mớm? Không, ốc hương, ốc hương. Tại bữa thấy cô có bán ốc hương á. Ốc hương rồi này. Bữa nay ốc mỡ ngon con. Dạ. Ốc mỡ có cá. Giá ốc mỡ 70. Đây bây giờ là chú đổ thêm một mẹ ốc bu nữa nè cả nhà. Mình sẽ mua một phần ốc mỡ về rồi mình review cho cả nhà mình biết nha. Cô làm cho con một phần ốc mỡ cho cô. Phần ốc mỡ hả? Dạ. Cho con một phần ốc mỡ về. Con về luôn muốn xào me, xào tỏi, xào bơ, xào ngon hết. Dạ. Mấy con ăn chấm nước mắm. 60 bé ơi. Con có cần thêm nước mắm không? Để dạ, con nghĩ nước mắm như đủ rồi chú ạ. Để con à. Cho con thêm nước mắm cũng được, tại nước mắm ngon. Của con là 70. Dạ. Mà mình mua một phần ốc mỡ nè cả nhà. Rồi 70. Hai bịch mắm. Con ăn gì con nói cho con. Hai bịch nước mắm vô đây nè. Chú, lấy tiền giùm con đi chú. Tại vì mình cầm máy quay cho nên là không có đưa tiền được, mình sẽ nhờ chú lấy tiền giùm mình. Rồi. Rồi chú lấy cho con. Dạ. Con cảm ơn chú. Chú cảm ơn cháu mới đúng. Dạ đây. Cháu ơi, cảm ơn người rồi. Đây mọi người, bây giờ là mình đã mua được một phần ốc mỡ của mình rồi nha cả nhà. Tí xíu mình sẽ ăn review cho mọi người. Đây là mọi người, bây giờ là trời đang mưa. Giờ là trời đang mưa, hai anh chị này là đội áo mưa mà đi mua ốc của cô mớm luôn nè. Chấm tan vô giùm đây mọi người. Đây thêm một anh tới nữa nè. Mặc dù trời mưa nhưng mà anh vẫn đi mua ha anh. Cảm ơn cô.
Anh cho em hỏi anh ở quận mấy qua đây? À, anh ở gần đây. Các anh này là khách quen của ốc cụ mớm quá. Ăn gì hết con? Đây bây giờ là thêm khách hàng tới đến mua ốc của cô mớm nữa nè. Cô là hết à? Ở dưới còn không? Vậy hai thứ này bỏ chung. Ốc cuông giống gạo bỏ chung gì luôn anh. Cho em hai bịch nước mắm rồi. Nhậu. Nhậu hả cô? Trời mưa cho nên là mua ốc về nhậu ha. Cho ấm bụng. Cho em hai bịch. Ba bịch đi. À, khi mà khách tới mua ốc của cả nhà mình, khách xin thêm nước mắm của cô vẫn cho luôn, nhưng mà cao nhất là 2 bọc nước mắm thôi, chứ khách mà xin 3 bọc nước mắm á là sẽ không đủ nước mắm để cho cô bán ốc rồi cả nhà. Chưa đổ lên. Lấy thằng con. Không có làm vậy cô đổ ốc mỡ lên đi cô. Nãy giờ khách hỏi ốc mỡ đó. Ốc mỡ nằm đây ai mua bán? Ốc mỡ nằm. À kìa. Có một ốc mỡ. Nhưng mà để vô đó khách ít có thấy. Đổ ra ốc mỡ không có đổ cái này nữa. Đổ vô đó. Nó lộn đúng không cô? Lộn. Đổ má nhìn. Đổ má nhìn nó ra con. Quá trời khách đến mua luôn nè cả nhà mình ơi. Hai bạn không đợi chơi đây có một bạn không đợi rồi. Hai gạo được. Em lấy nước mắm của bù lấy gạo nó đi. Lấy bịch gạo nó coi. 16. Chú cho hỏi hôm nay mình mua được nhiều ốc về bán không chú? À. À, hôm nay á, là cô có bán ốc mỡ, ốc gạo và ốc bu. Thì hôm nay á, là cô chú mua được 100 ký ốc luôn. Được 100 ký ốc về bán. Đây. Bây giờ là cô bán không kịp luôn rồi nè cả nhà. Quá đông luôn. Quá nhiều khách hàng đến mua ốc luôn. Đông quá anh hả? À, anh khách hàng đó đến mua nhưng mà thấy đông quá cho nên là anh khách hàng đó đi luôn rồi cả nhà mình ơi. Mới đổ ốc ra nhưng mà cô là bán hết đúng rồi nè cả nhà. Bây giờ là chú chuẩn bị đổ thêm ốc mới vào trong rổ để cho cô bán nè cả nhà mình. Cô bán đắt quá, cô bán không nghỉ tay luôn á. Chưa biết à. Bịch gạo rồi nó buông đi. Bán từ từ. Còn buông chú. Ủa
con chụp bệnh con có đủ còn mấy bệnh đấy, mấy bệnh đây. Bây giờ là mọi người tới đây mua ốc bu nhiều quá. Em trai này nè, em trai này tới đây để mua 5 bọc ốc bu nhưng mà không có đủ, cho nên bây giờ là còn bao nhiêu thì em trai này mua hết bao nhiêu luôn. Cái này chắc cầu khoảng được chừng 2-3 bọc chứ gì. Đây, ốc bu bây giờ chưa được đổ ra luôn, còn ở trong đây có khoảng 3 bọc thôi là em trai này mua hết. Đây bây giờ là còn bao nhiêu ốc bu là em trai mình lấy hết luôn nha cả nhà mình. Vậy em trai này là tranh thủ lấy nè mọi người, kẻ ông thôi là hết ốc bu là em trai này không còn để mua nữa. Đông quá. Bây giờ là ốc là cô chú cứ đổ vô được luôn, nhưng mà hả, đổ vô bọc nào là bán hết xong một đó, đổ vô bọc nào là có phải 5 phút sau là hết một đó liền, mà một bọc là 10 ký hơn ở cả nhà mình. Bây giờ là chỉ còn ốc gạo và ốc mỡ thôi nha. Trời ơi, bữa nay cô bán đông quá mọi người ơi, khách hả là cứ giành giật lẫn nhau. Cô nói con ơi cứ từ từ đi con ơi, chứ hả cô mà hấp tấp bán này kỳ quá là mất công, cô bị đòn, cô bị đánh đó. Cô nói vậy với khách hàng như vậy đó mọi người. Có rất là nhiều khách đến mua ốc nhưng mà đã hết rồi, cho nên là họ chạy xe đi luôn, không còn ốc bu để họ mua nữa. Và cũng có rất là nhiều khách mới, cái kiểu giống như là họ tò mò đó, thấy rất là nhiều người cho nên là họ cũng mua ăn thử. Anh này mua là một bọc bự nè cả nhà mình. Đây là có một anh khách hàng mua 4 phần luôn. Đấy, có cái bánh này nè, có càng ngày khách tới càng đông hơn mọi người. Dạ mọi người, là nếu như khách hàng nào mà mua một lần số lượng nhiều là cô không có bán nha. Cô nói là ngày mai vào trong nhà cô đi rồi cô sẽ bán số lượng nhiều cho. Còn ở đây á, là cô sẽ chừa bán cho những khách lẻ lẻ, để những khách nào mà ở phương xa tới hoặc là tới sau mà muốn ăn ốc của cô á, thì cũng còn ốc để ăn. Chứ nếu mà bán một lần số lượng nhiều á, là sẽ không còn ốc để mà cho cô bán cho mọi người khác nữa. Có rất là nhiều khách đến đây để gọi là nhưng mà em dùng cái từ giành giật quá thì nó hơi bị phản cảm, nhưng mà thực sự là như vậy mọi người ơi. Đến đây là hầu như là ai cũng đều muốn đi đến đây là mình phải mua được cái ốc mà của cô mớm bán để về ăn, chứ không thể nào mà đi về ta không được. Chú bán cho chị này một phần ốc gạo nè chú. Nãy giờ là chị đợi. Con coi giùm cô con. Dạ. Cô
Đây bây giờ là mình bán phụ luôn. Đây cô đưa đây rồi, con trao con đưa tiền luôn cho cô. Đây nè. Đây em nè. Đây. Đây chị gái. Bây giờ là mình bán hàng giùm cô mớm luôn nè mọi người, bán tiếp phụ cô. Nè cô, 50.000 ốc gạo. Tội nghiệp hai mẹ con chị này là mọi người đứng nãy giờ rất là lâu, tại vì có bé nhỏ cho nên không xuống xe được, cho nên là mình mua giùm chị luôn. Tội nghiệp chị. Bây giờ cô đổ tiếp cái phần ốc gạo nữa nè mọi người. Cái này là bọc ốc gạo cuối cùng hả cô? Bọc ốc gạo cuối cùng, còn một bữa nữa là hết rồi. Rồi. Kè kè, 15 bọc. Rồi. 15 bọc đúng không cô? Ta đứng chờ kìa. Đây, có em gái đội nông bảo hiểm trắng này là mua tới 15 bọc ốc luôn, mua giùm cho mọi người ở nhà. Nhưng mà cô mớm nó là không đủ. Bây giờ là cô xúc được bao nhiêu bịch là em này là tự xử, tự buộc, tự vô vòng rồi tính tiền sau rồi mọi người. Đứng đi luôn là được rồi đúng không? Đây có mỡ này con, 70 con. Alo nghe nè. Cô bán thêm cho con một phần ốc gạo nữa đi cô. Rồi ta. Đang bán ở liên viên nè, đang bán ở. Khách gọi giữa kìa. Bây giờ là em cũng phải tranh thủ em lấy phần ốc của em mới được. Đang réo nữa kìa. Cho ốc bu hết rồi con ơi. Alo ốc gạo. Không. Con giật bạch cuốn bạch ăn ngủi rồi. Có bên tao không muốn con đi nha. Rồi đây. Em đi cho nó nhanh. Rồi. Rồi. Con nghĩ điều này là không còn tới phần con nữa đó cô ơi. Hôm nay là con chỉ có thể được cái phần gọi là ốc mỡ thôi, chứ không thể nào mà mua thêm được con ốc gạo rồi. Cô. Rồi đây. Ai gọi vậy ta? Không có con 70 hộp con, ốc mắt các con. Rồi đây. Rồi 2 ốc gạo. Mua cho con một con ốc gạo con đi con. Con nằm đây nè. Ê con lớn ngay trời ơi. Con ơi. Dạ đây rồi, cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Con lấy nước mắm giùm cô. Dạ rồi, để con tự lấy nước mắm luôn cho. Đây mọi người ơi, cô thấy mình đứng đây phụ nãy giờ với lại cũng khóc lóc ỉ ôi quá, cho nên cô bán cho mình được một phần ốc gạo nữa nè mọi người. Nãy giờ chờ đợi nãy giờ. Rồi đây, em ơi cho chị hỏi là cái cảm giác khi mà em lấy đủ cái số ốc của mình mua sao em? Không đủ rồi chị. Không đủ luôn hả? Em mua tới bao nhiêu bịch lần? 15 bịch. Mà hiện tại bây giờ được mấy bịch rồi? 6 bịch rồi chị. Được mới được có 8 bịch rồi mọi người ơi. Còn em muốn đủ là em phải bay vô múc luôn. Nó mới đủ. Để con múc cái khác. Em mua được nửa đường là may lắm rồi đó em. Chú ơi, cho con 2 bịch nước mắm cho đi chú. Rồi, đấy đi. Cho con đi về. Rồi. Đây con gửi tiền luôn, con thôi là sao quặng hồi con quên đó nè. Đây cho con gửi 50. Ốc gạo. Đây cho anh đây là một phần ốc gạo mình mua thêm nữa nè cả nhà mình. Rồi. Cảm ơn cháu. Dạ con cảm ơn chú. Ngày mai là có ốc luôn không chú? Anh xui đó chậu. Anh xui đúng không? Cháu ra vậy. Dạ. Cái này cũng còn ở đây là 10 bịch đây rồi. Còn đâu ốc gạo. Của anh ta nãy giờ nè, bỏ đây. Bỏ vô lấy bịch già. Cầm đi. Bỏ tầm được.
Ủa, con mua cái gì vậy? Dạ con mua là đây con mở nha con. Nè 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 nè. Đây nè. Đồ lên đây đi anh Tài. Cái đồ ấm nè. Đổ 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 đổ. Để em đổ đi. Bây giờ chú này tới sau nè. Bây giờ là chỉ còn có ốc mỡ rồi cả nhà mình ơi. Ốc gạo với ốc bu đã hết rồi. Bây giờ là cô đổ đổ ốc mỡ vô bán tiếp nè. Chết trời, bây giờ đang mưa lớn rồi cả nhà mình ơi. Giờ đang mưa lớn rồi. Giờ là em phải treo hai phần ốc của em vào xe mới được. Trong nãy giờ là em đứng réo gọi, em cũng gọi là giành giật lắm mới được hai bịch ốc này nè cả nhà mình. Bây giờ là mưa lớn rồi nè. Bây giờ đã mưa lớn rồi. Mừng quá, mừng quá ha em. Cảm ơn con nha cha. Mừng quá. Mừng thiệt. Đây, hai em này là mua tới 10 bịch ốc luôn nè cả nhà. Đi mua 15 bịch ốc nhưng mà chỉ mua được có 10 bịch thôi à. Là may mắn rồi đó em. Bọc cuối cùng mà em còn mua được 10 bịch nữa là mừng lắm rồi đó. Quá hạnh phúc em ha. Quá hạnh phúc. Vậy đừng khóc nữa nha. Giờ nãy thấy em đứng nó khóc lóc bị ôi quá trời. Rồi, chào hai em. Ô Giàng ơi, nọng à, nọng chờ ta một tí nha. Ta tắm cho con trâu xong rồi ta nghe điện thoại của nó nha. Ô Giàng ơi, ai mặc nọng nay này? Ô Giàng ơi, nọng à, nọng chờ ta một tí nha. Ta tắm cho con trâu xong rồi ta nghe điện thoại của nó nha. Ô Giàng ơi, ai mặc nọng nay này? Mọi người ơi, bây giờ là em mới vừa luộc sơ lại cho nó nóng hai phần ốc mà hồi nãy em mua của cô mớm á. Bây giờ em sẽ ăn review cho mọi người nha. Đây, đây là ốc gạo. Đây, hồi nãy là em mua một phần ốc gạo á mọi người. Đây, ốc gạo. Ốc gạo hôm nay cũng to nha. Ốc gạo hôm nay cũng to. Còn đây là ốc mỡ à, nhưng mà ốc mỡ hôm nay thì nó hơi nhỏ tí xíu nha mọi người. Em thấy ốc mỡ hôm nay là nó hơi nhỏ. Nhưng mà nhìn chung ở bên ngoài á thì em thấy là ốc cũng sạch. Mà không biết bên trong như thế nào, để tí xíu em ăn. Đây đây mọi người. Đây là ốc mỡ nè. Ốc mỡ nó chỉ to bằng cái đầu ngón tay út của em thôi nha. Đây, đây là con ốc mỡ. Nó chỉ to bằng cái đầu ngón tay út của em thôi. Thì hồi nãy là em có cân rồi. Thì em luộc xong á, em để ra được một cái tô như vậy là được nửa ký. Nửa ký ốc mỡ luộc sẵn là 70.000 nha mọi người. Đây, em mua về em review cho mọi người đây. Còn cái này là hồi nãy em mua là 50.000. Ốc gạo thì 50.000. Lúc nãy em cân là cũng gần nửa ký luôn á. Em mời mọi người cùng ăn ốc với em nha. Bây giờ em sẽ thưởng thức trước ốc mỡ nha mọi người. Bây giờ là em nét lại cho nó rõ nè. Ốc mỡ. Đây mọi người. Đây ốc mỡ. Ruột của ốc mỡ được bao lớn đây. Để em chấm nước mắm nè. Em mời mọi người dùng nha. Cũng được. Cũng ngon á. Tươi. Ngon tươi. Nhưng mà vẫn còn cát mọi người à. Em nghĩ là ốc mỡ xưa giờ á, nó cát rất là nhiều. Mà em không biết là cô mớm rửa như thế nào thì em không biết. Nhưng mà
khi mà em ăn vào trong miệng á, nó vẫn có cái độ tươi ngọt của ốc, nhưng mà thực sự là nó vẫn còn có cát. À, em nhai nè mọi người. Cát rợp rợp luôn mọi người. Con thứ hai cũng vậy, cũng cát, nhưng mà cái mật độ của nó cũng ít thôi, chứ không phải là giống như ở những cái quán khác mà họ làm gốc mỡ cát lắm. Rồi bây giờ em sẽ ăn ốc gạo nha mọi người. Đây, đây là con ốc gạo nè. Đây mọi người ơi, em chấm với nước mắm nha. Ngon. Ốc gạo thì sạch, không có cát. Con này bự quá nè. Con này bự hơn cái đầu ngón tay của em luôn á. Ốc gạo thì không có cát nha mọi người, chỉ có ốc mỡ là hơi có cát tí xíu thôi. Đây, em ngồi gần lại cho mọi người xem nè. Đây là cái chén nước mắm thần thánh mà giúp cho cái shop của cô Mớm bán đắt đó nha mọi người. Ngon quá. Ốc gạo hôm nay bự. Ốc gạo hôm nay bự hơn hôm trước. Hôm trước em mua thì cũng to mà nó không to bằng hôm nay. Con ốc này có ốc con ở trong đó. Em ăn á, em ăn em nhai nó rợp 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 luôn. Có mấy ốc con ở trong đó. Ốc mỡ hôm nay thì nhỏ. Ốc mỡ nè mọi người. Mỡ hôm nay thì nhỏ, chỉ bằng cái đầu ngón tay út của em thôi. Ngon quá mọi người, quá ngon. Nhưng mà tiếc là nó hơi nhỏ quá, ăn nó không có đã miệng. Ốc bự chút xíu nữa ăn nó sẽ thích hơn.
Không được rồi, con này cát hơi nhiều nữa mọi người. Nhiều hơn hai con ốc hồi nãy nữa. Cát quá. Thôi chắc lần sau em không mua ốc mỏ nữa đâu, cát quá. Nhai cái cảm giác cái miệng mình nó khó chịu lắm. Ăn ốc mà còn cát á, nhai cái miệng của mình nó khó chịu lắm mọi người. Nó cái cảm giác sao ta nó khó tả lắm. Em sẽ không mua ốc mỡ nữa đâu. Ốc lát, ốc bu, ốc gạo, ốc đắng thì ăn được. Sạch. Không có cát. Ở đâu lọt vô được con ốc hương nữa nè mọi người. Đâu lọt sọt vô được con ốc hương nữa nè. Em thì thích ăn ốc hương. Em cũng thích ăn ốc hương nữa nhưng mà hôm nay thì cô mớm không có bán ốc hương. Đây được một con ốc hương sót lại trong cái tô ốc đa ốc gạo. Hương ngon quá. Ốc hương luộc sả cũng ngon. Rồi mọi người ơi, đây là con ốc cuối cùng em ăn review cho mọi người thấy nha. Nếu như mà muốn ăn ốc ở chỗ của cô mớm bán á, thì mọi người hãy đến thử ăn một lần nha, để biết cái cảm nhận có giống như em nói nãy giờ không nha. Đây, đây là ốc gạo. Còn có khách hỏi mua để đến mua ốc của cô nữa nè. Lát hết rồi, nếu còn ốc mỡ ra, ốc mỡ 70. Lúc 2 phần ốc mỡ. Lại đấy. Từ. Cô cũng có bán hộp luôn nè, cả nhà mình nha. Bỏ tâm vô đây là được. Bỏ tâm vô hộp á. Ốc mỡ 70 phần. À ốc mỡ. Ốc phải đãi. Anh ốc gì anh? Bây giờ chỉ có ốc mỡ à. Rồi cô cho anh này một hộp ốc mỡ 70 nè cô. Giờ mình bán phụ cô nè. Làm thêm một phần nữa. Có hay có sẵn hay kìa. Đây nè. Bây giờ là cô sẽ vào ốc trong từng phần trong từng hộp kia sẵn nè. Rồi khi nào khách nào tới thì chỉ cần cô này là bạn của cô mớm sẽ giao cho khách thôi. Chào các con, mệt quá thở nổi. Bán đông khách quá mà. Da một chút ốc xong có thời gian mà bỏ thả. Bây giờ cô bỏ bùa lên rồi đó. Nãy giờ đâu có thời gian đâu bỏ bùa rồi.
70 một phần ốc mỡ. Ơi. Anh này là đi cái chiếc xe hơi màu đỏ đỏ đó mọi người. Anh qua đây là mua hai phần ốc mỡ của cô nữa nè. Rồi đây. Dạ. Anh cho em hỏi anh cái nha. Anh có hay mua ốc của cô không anh? Mới lần đầu tiên em. Mới lần đầu tiên hả? Anh ở quận mấy? Anh ở quận 7. Dạ cảm ơn anh. Đây thêm một khách hàng ở quận 7 nữa. Đi xe hơi luôn. Cũng là lần đầu tiên có ốc của cô mớm luôn nè. Cô ơi ngày mai sao nói cho khách? Cô bán gì sao? Không bán nhiều thì bán ít. Có bán á. Bán ít. Không bán nhiều thì bán ít. Có bán á. Có bán mà không biết có bán ít nhiều cũng phải bán. Rồi rồi, ơn chui. Có bán. Dạ. Không có bán mà không. Được. Không nhiều. Dạ cô cho hỏi cho cô là sao với cô mớm vậy? Bạn thân. Dạ. Rồi cô thấy cô mớm bán đắt quá, ra phụ hả? Ra phụ mà có lương cô chắc không lương hả? Không đó. Bạn không dẫn lương uống cà phê à, à phụ mà cho ly cà phê là mừng đó cô hả? Bạn mà bảy chục hộp không lương thấy giống mệt rồi, 70 bây giờ là cô mới nghỉ tay để uống được miếng cà phê này cả nhà mình đó luôn hộp nhớ 50 hộp nhớ 70 rồi 50 là sao? Rồi quả, có lại 30 đi, để nó đi. Anh khách này dẫn đến mua nữa nè cả nhà mình. Có hộp đây, lắp này bánh chuối nè, có hộp sẵn rồi. Có hộp sẵn rồi. Đó. Dạ anh, cho em hỏi anh có thường hay tới mua ốc của cô không? Mới mua lần đầu. Nãy giờ mình hỏi ba người đều là lần đầu hết. Anh ở quận mấy? Nó quận 8. Mà sao anh biết ốc của cô? Bạn anh nó chuyển qua đây. Vậy là bạn anh cũng đã mua của cô rồi ha. Rồi, dạ, cảm ơn anh. Ủa là rồi, bây giờ là khách. Bây giờ mới đúng là khách là giành giật ốc với nhau nữa nè mọi người. Có thỏa tiền không? Tội nghiệp anh trai không giành giật với nhau hả? Anh ở quận mấy? Ở Bình Tân. Ôi anh này là ở Bình Tân luôn. Anh qua mua ốc lần đầu hay đó nhiều lần? Em mới qua lần đầu. Cũng là lần đầu luôn tội nghiệp anh này. Rồi gần hết rồi, gần hết rồi nha. Ốc mỡ gần hết, ốc mỡ gần hết rồi. Tại vì cái nấm quá đặc biệt, nó hấp dẫn. Không mà thực sự là ốc của cô rất là sạch, ăn không có cá. Ăn không có cá. Nửa từ 4 giờ sáng mà bỏ mùi được. Cuối cùng có cục dại nữa. Dạ đúng rồi, ốc quá là rửa rửa cá không. 4 giờ sáng hả cô? Từ 2 giờ sáng còn bây giờ mình đi luôn không có ăn uống gì hết á. Trời ơi. Con trước rồi đó. Nhánh chân thì con mà chặt chân thì hết nha. Để mình hỏi anh trai này nha. Đây. Dạ anh cho em hỏi tại vì nãy em thấy anh tới mua nước mắm của cô hả? Anh mua bao nhiêu tiền nước mắm? Anh trai này là tới mua 100.000 nước mắm thần thánh của cô nhưng mà không có. Thật ra anh phải mua ốc luôn. Bây giờ là ốc của cô đã gần hết rồi đó mọi người. Hôm nay hả là cô bán đông hơn những hôm trước rất là nhiều. Hôm nay hả là cô ra lúc 2 giờ rưỡi nhưng mà ra bán khoảng chừng cao lắm là 2 tiếng đồng hồ là hết 100 cái ốc luôn mọi người. Rất là nhanh. Hôm nay là cô bán chưa tới 2 tiếng nữa là đã hết 100 cái ốc luôn mọi người ạ. Có giấy 20 không? Có giấy 20 không?
Bây giờ là cô rau hết nổi luôn á. Một cái gì đâu một nào chứ cô kia người ta chạy tiêu luôn hết rồi chứ. Có 20 cái 20 coi. Đánh nước bánh tài mua nước em uống chơi. Kêu đổi. Trời ngọt quá ha. Ngọt như mấy liều rồi luôn. Năm chục ba, năm chục bán năm chục. Chưa đủ để bán. Nay cô bóp thì quay là người ta đốt được cô bóp. Con món bán ốc. Đây đây. Cái đây là hết rồi đó. Đây là một dạ, cái hộp này là 100 ngàn nha. Nhưng mà cô bao chỉ thiếu tính 70 ngàn thôi nha. Rồi, hết rồi, bạn. Giết luôn. Đó. Giết luôn. Khuyến mãi cuối cùng 100 ngàn tính 70 ngàn thôi. Còn 3 con rồi cô, giúp cô khác luôn. Ăn ốc mà được. Dạ, cảm ơn cô. Đây, nãy giờ là mình phụ cô, mình cũng hô hào lắm. Cô tặng cho mình được một chai nước sâm nè cả nhà. Cô dễ thương quá. Hết rồi. Rồi anh ơi. Hết rồi em ơi. Hết rồi. Khách còn tới quá trời. Hết rồi. Bây giờ là hết ốc luôn rồi. Nhưng mà còn khách quá trời tới luôn. Đây. Không nói gì em con. Hết rồi, nói chuyện. Bầu trời bây giờ là đang chuyển mưa đen tối nè cả nhà. Nhưng mà vẫn có rất là nhiều cái mưa luôn á. Mời chai đẹp đó. Tết này về quê là có đốt được. Ôi ơi, Tết nay hả là hàng khắp lớp đón cô mớm. Cái này mà uống được về quê là người ta đón được cô mớm. Nói để cô uống miếng nha, đang khách đến 4 giờ sáng tới giờ uống được cái chai này nữa. Giờ là hết rồi nha bạn. Hết rồi, 2 giờ rưỡi qua anh ơi. Mai 3 giờ qua. Cảm ơn. Đó, tôi mua rồi đâu chưa thấy rồi đã rồi. Xin chào các con. Bên ngày hôm nay cô rất là vui. Cô nói là cô nở rất là nhiều. Nhờ các cháu quay video mà cô đã có khách ủng hộ. Trước là các cháu ủng hộ cho cô để trả nợ. Cô rất là cảm tạ các cháu. Cô rất là mừng vui sướng. Vì được có từ từ trả được nợ đó. Dạ. Cảm ơn các cháu. Hẹn các cháu ngày mai gặp lại. Dạ. Ok, năm mừng anh. Dạ dạ. Bây giờ khách quá trời rồi mà. Hút giác đi, hút giác đi. Đây, bây giờ còn khách tới nè, nhìn vào cái rổ ốc thấy hết là khách đi. Đây xin ghế đẹp lại mua không? Mà hết. Có đọc gì chứ? Rồi, ráp tới nữa hết luôn rồi. Hết rồi. Xin bình nước mắm gì ăn? Hương với xả rồi. Hết ốc rồi mà anh này xin một bọc nước mắm về luôn nè cả nhà mình. 3 giờ cho nó bán lại nữa luôn. Anh đã bay xin một bọc nước mắm thần thánh của cô về để ăn với cơm hay là đồ ăn ở nhà này cho mọi người. Hết ốc thôi giờ mình xin bọc nước mắm ăn ủi anh hả? Đi mua về luôn ăn. Dạ. Này cô rất là sạch sẽ và kỹ cho mọi người. Khi bán xong á là cô luôn luôn hốt rác sạch sẽ, dọn sạch ngay trong chỗ mình bán luôn, không có để dơ như cái nhà mình.